Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một cái thông tin khác đi Đó chính là cái lời phát biểu của ECB Thì đây là ngân hàng trung ương của châu Âu Và chủ tịch là một trong những người mà các bạn cũng không có gì lấy lấy làm lạ Một trong những người mà đã không thích Bitcoin từ lâu đó chính là Tristan Lagarde Thì Tristan uh, Lagarde đã đưa ra một câu nói Bài viết này có thể tóm tắt lại uh, với một cái thuyết Đó chính là chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Tristan Lagarde nhấn mạnh rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ gọi chúng là đầu cơ thì uh, như đằng này chia sẻ với các bạn uh, đừng hỏi tài xế taxi uber có tốt hay là không đừng hỏi siêu thị về amazon có tốt hay là không đừng hỏi khách sạn về airbnb có tốt hay là không cho nên đừng có hỏi ngân hàng trung ương crypto có tốt hay là không đương nhiên trustin Lagarde là chủ tịch ngân hàng trung ương của châu âu thì làm sao mà có thể công nhận uh, liên quan đến là tiền điện tử là tiền tệ được bài ta chỉ muốn mọi người xem tiền điện tử như là một loại đầu cơ mà thôi và không chỉ đi như vậy mà các bạn thấy được là cái sự tấn công đến từ những cái ngân hàng trung ương cũng như là nhiều chính phủ đó đang gia tăng lên và nhất là ở Hoa Kỳ giống như thường chia sẻ với các bạn một cái thống kê đó đó chính là tài liệu mới nhất chúng ta nhận được là công ty Celsius Celsius là một công ty mà cho các bạn landing có nghĩa là các bạn gửi tiền vào đó để các bạn lấy lại đó thì khi mà thường dùng cái từ landing thường cảm thấy là nhiều bạn cũng khá là dị ứng cái từ này tại vì có những cái dự án landing lừa đảo trước đây như là chúng ta nói tới Bitconnect nhưng mà cái landing mà chúng ta nói tới bây giờ đó như là DeFi landing hay là chúng ta nói tiền công ty như là Celsius, BlockFi những công ty lớn cỡ lên sàn chứng khoán như là công ty Coinbase hay là sang Gemini ở Hoa Kỳ. Những công ty này đó, khi ta nói tới lending đó, đây là một cái dịch vụ cũng giống như là ngân hàng các bạn gửi crypto vào thì các bạn sẽ được hưởng một cái phần lợi nhuận nó không có cao. Giống như là các bạn thấy được là tùy theo các bạn gửi đồng nào, có thể là 5% một năm. Hay là các bạn gửi những tiền uh, ổn định đó, thì các bạn có thể chỉ nhận được cao nhất là 8% một năm mà thôi. Và cái số lãi đó là đến từ họ cho người khác vay. À, tại vì sao một người lại muốn vay tại vì có nhiều lý do họ cần tiền mặt hay là họ có thể cho những cái sàn giao dịch giống như là các bạn thấy những sàn mà có những sản phẩm như là margin uh, hay là future dùng để làm thế chấp để họ có thể mở những cái lệnh thì đây là cái cách hoạt động của những công ty lớn như là Celsius, BlockFi vân vân nhưng mà chúng ta thấy được là gần đây đó thì chúng ta thấy được là tiểu bang New Jersey, Alabama, Texas đã ghi áp lực để mà BlockFi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ lending tương tự tiểu bang New Jersey cũng đã gây áp lực đối với lại công ty Southside đây là cái tài liệu chúng ta thấy được là ngày 17 tây tháng 9 mới đây và kế đó nữa các bạn thấy được là SEC không cho phép Coinbase ra dịch vụ lending. thì họ đang bảo vệ bạn hay là họ đang bảo vệ ngân hàng và thị trường trái phiếu một chuyện điều mà được nói đến nhiều ngày hôm nay đó là năm 2018 sau khi chúng ta thấy là crypto đi vào mùa đông khi mà chúng ta thấy là có nhiều dự án ICO những dự bán token đó đã hầu như là họ đã không tiếp tục hoạt động nữa dẫn đến cơn sốt ICO đó khiến cho nhiều nhà đầu tư lúc đó là bị thua lỗ nhưng mà lúc đó đó người mà chúng ta thấy trên màn hình đó, không ai khác hơn đó chính là Gary Gensler lúc này Gary Gensler không phải là chủ tịch của SEC mà Gary Gensler bây giờ đó nhớ là lúc đó vẫn là giáo sư dạy ở trường MIT về Bitcoin và Blockchain thì quan điểm của Gary Gensler thời điểm đó là phần lớn 3 phần 4 của thị trường crypto không phải là chứng khoán nhưng mà bây giờ đó Gary Gensler nói ngược lại là phần lớn thị trường này là chứng khoán có nghĩa là cái quan điểm của ông ta đã ngược lại và cái điều mà nghị sĩ to me muốn hỏi rõ ở đây đó là những người như là Gary Gensler nói là đồng ổn định là một chứng khoán nhưng mà theo cái định nghĩa cái cách mà kiểm tra của How We Test đó, thì đồng ổn định nó không phù hợp là một chứng khoán tại vì là một chứng khoán đó thì người mua phải có cái kỳ vọng là tăng giá trong tương lai nhưng mà cái bạn mua đồng ổn định là một đồng là một đô la thì làm sao mà tăng giá trong tương lai được cho nên nhiều người có nghi vấn là tại sao mà SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ dẫn đầu là Jay Gensler lại nghĩ là đồng ổn định là chứng khoán thì tôi nghĩ là cái vấn đề này đó là liên quan mật thiết với là những gì mà đang xảy ra Khi mà các bạn kết hợp tất cả mọi thứ lại đó thì các bạn sẽ thấy được là tình thần là như thế nào Họ có nghĩa là chúng ta nói tới ngân hàng trung ương như là chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Tristan Lagarde Thì sau lưng của Tristan Lagarde đó chính là ngân hàng trung ương châu Âu Và cái ý định của họ là đưa ra một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng chuyên mương châu Âu Đó mới là tiền tệ đối với họ cho nên họ không muốn người ta bắt đầu là có cái quan điểm tiền điện tử là tiền tệ Trước đây họ không có những cái sự tấn công như thế này Lúc nào thì Tristan Guy cũng là một người mà không thích crypto Nhưng mà bà ta chỉ coi là một cái công cụ đầu cơ mà thôi Nói tới đây thì cũng có làm một cái video cho channel Retano để mà giải thích cái sự khác biệt Đối với bản thân thuận mà thôi liên quan tới là đầu tư và đầu cơ này như thế nào khi mà cái video đó được phát hành Thùng sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà cái thường muốn nói đây đó là đương nhiên như hàng trung ương không muốn công nhận bất cứ một cái loại tài sản nào là tiền tệ hết mà đương nhiên chỉ có là tiền phát hành bởi ngân hàng trung ương mới là tiền tệ mà thôi điều này cũng dễ hiểu và cái mà chúng ta thi được đó là với cái sự chấp nhận el Salvador chấp nhận, Bitcoin là tiền tệ đó, thì hầu như đã dẫn đến một cái sự lo sợ rất lớn đến từ những hàng trung mương và điều kế tiếp nữa chúng ta thấy được là lý do sao những tiểu bang này đã có nhiều cái à, sự tấn công đối với những công ty mà cho các bạn gửi tiền vào để mà kiếm lợi nhuận đó, tại vì các bạn thấy được là nhiều người nói là tại sao lại không cho những công ty hoạt động trong khi mà người dân bình thường bây giờ đó họ gửi tiền vào những hàng thì họ đâu có lời đâu mà vì lý do đó đó những người mà họ có tiền nên thì họ phải bắt buộc là phải tham gia vào những thị trường có tính nguy hiểm cao hơn như là thị trường chứng khoán tại vì sao tại vì nếu không thì họ đâu thể nào mà cầm tiền mặt mà bị lạm phát được cho nên đó, người dân Bây giờ đó là rất nhiều người, thậm chí những người mà không có quan tâm nhiều đến crypto Họ cũng biết tới những công ty như là BlockFi và Celsius Và tại vì sao? Tại vì lúc nào cũng có cái số lượng lớn người họ đi tìm kiếm cái sự lợi nhuận hết Cho nên những công ty này đó ngày càng lớn mạnh Và tôi nghĩ đây là một cái sự nguy hiểm đối với lại cái ngành ngân hàng cũng như là trái phiếu của Hoa Kỳ Vì lý do đó, đó tôi nghĩ là lý do tại sao mà những cái tiểu bang này họ lại không có thích những cái dịch vụ lending cũng như là các bạn thấy là SEC lại có cái sự ngân ngại đối với những đồng ổn định tại vì họ sợ là người dân đó không có tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng nữa tại vì họ có thể gửi cho những công ty như là Celsius hay là Coinbase khi mà họ có cái dịch vụ landing À, thì người dân sẽ gửi tiền vào những cái dịch vụ này để họ có cái lợi nhuận cao hơn là gửi ngân hàng và thứ nhì nữa là những cái dịch vụ này đó cái phần trăm còn cao hơn là trái phiếu của Hoa Kỳ cho nên đây là cái sự lo lắng nếu như vậy thì cái nhu cầu để mà mua trái phiếu như là giấy nợ của Hoa Kỳ đó sẽ bị giảm xuống đây mới là cái lý do tại sao tôi nghĩ là Gary Gensler lại à, không có nói nhiều về Bitcoin hay Ethereum mà lại muốn nhắm vào những đồ ổn định đây là một trong những điều khó hiểu nhưng mà không nghĩ là bây giờ thằng đã hiểu tại sao mà Jeff Gensler lại muốn triệt để những đồng ổn định, những đồng mà có cái giá trị là một đô la tại vì cái sự ảnh hưởng đối với lại ngành ngân hàng cũng như là cái sự ảnh hưởng đối với lại thị trường trái phiếu. Và tôi nghĩ đó là tương lai những công ty này sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là những công ty này họ sẽ tiếp tục được hoạt động mà thôi. BlockFi cũng sẽ tiếp tục hoạt động, Sales sẽ, sẽ tiếp tục hoạt động, Combi cũng sẽ tiếp tục hoạt động. Nhưng mà tôi nghĩ là cái số lượng tiền lợi khi mà các bạn gửi đồng ổn định sẽ bị giảm xuống rất là nhiều, thậm chí là sẽ không còn. Còn cái việc mà các bạn gửi những đồng khác đó có lời, thực nghĩ là không có sự quan tâm đến từ những cái tiểu bang này. Các bạn thấy được là bây giờ Coinbase thậm chí cũng đã có những cái dịch vụ staking rồi, họ có thể cho các bạn staking theo và một số những cái đồng khác, các bạn có thể nhận lãi suất từ Coinbase. Thì SDC đâu có bao giờ có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà Coinbase chỉ cần nói là muốn ra cái dịch vụ staking tương tự như vậy nhưng mà cho đồng ổn định thì sec đó lại nhảy dựng lên tại vì sao tại vì họ sợ là những cái đồng ổn định này đó sẽ thu hút được rất nhiều người tại vì đó, những người bình thường thì họ không muốn cái sự dao động của crypto lên xuống cho nên đồng ổn định là cái sự lựa chọn của nhiều người nếu như mà họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận hàng tháng mà thôi sẽ dẫn đến là ngân hàng và thì trái phiếu có thể gặp rắc rối lớn đây là cái tình hình hiện bây giờ mà Thuận muốn mang đến cho các bạn thông qua cái video ngày hôm nay Các bạn nghĩ sao? Thì hãy comment ở bên dưới Bây giờ Thuận nghĩ là nó đã rõ ràng hơn tình hình là như thế nào Và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook và Twitter. Cũng như như mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance. Cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những cái bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit các bạn bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu thông tin liên quan tới group tín hiệu trade miễn phí cũng như là những cái sàn khác cũng có những cái bonus hấp dẫn như là sàn Ascent EX hay là sàn 5ROI Global hay là sàn Fear Hub những thông tin các bạn sẽ có thể tìm thấy bằng cái ta bấm vào cái link ở bên dưới kênh video này cũng như những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase Hay là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US Đây là cái sự lựa chọn cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch Allcoin Cũng như là những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi Đây là cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể tham gia và nhận được bonus lên tới 250 đô Và CryptoCoin đây là một cái công cụ mà chúng ta thường hay sử dụng liên quan tới phân tích dữ liệu on-chain và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.